Rồi, mến chào các bạn lại quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự dành cho các bạn từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật là clip độc quyền về luật hấp dẫn trên YouTube CAD Radio. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian cho kênh ở đây nghe tôi tâm sự và tỉ tê những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Biết đâu đó chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại đồng cảm và cảm thấy được rằng đâu đó ngoài kia cũng có người đang lắng nghe mình, đang nói về những cái vấn đề của mình và đang đồng điệu cùng với mình về cảm xúc hen. Rồi ok, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới nếu bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và có những cái điều gì đó thú vị diễn ra. Còn nếu có những cái gì bực bội, khó chịu thì mình cũng bình luận luôn để chia trong lòng cho nó mệt, đúng không? Cứ viết ra thoải mái cho nhẹ lòng ha. Tại vì ở trên mạng xã hội thì đa phần chúng ta cũng không biết ai là ai đâu các bạn. Miễn là mình dùng những cái từ ngữ đừng có quá là nặng nề. Và nếu mình biết cách viết và viết tốt thì mình sẽ rất là đỡ trong cái việc stress, việc mà phải chịu đựng những cái mệt mỏi trong lòng. Đó, mình có thể biết cách biến tấu nó ra ngoài và tạo nó thành những cái tác phẩm hoặc là những cái lời nói vừa động viên vừa khích lệ, cũng như là có những cái lời khuyên dành cho bản thân và những người xung quanh. Rồi ok, bây giờ không lan man nữa, vô chủ đề ngày hôm nay. Một cái chủ đề mà tôi đã thông báo từ sớm đó là niềm vui tự nhiên. Trong nhiều bài viết của tôi rồi á, thì tôi thấy là tôi hay nhắc bốn chữ niềm vui tự nhiên. Có một số bạn thắc mắc và cũng một số bạn nghĩ chắc niềm vui tự nhiên thì niềm vui thôi, niềm vui là được. Nhưng mà thật ra khi mà tôi quay vào bên trong, tôi nói chuyện nhiều rồi trải qua một cái quá trình không có dài nhưng mà cũng đủ để mình hiểu được cái bốn cái chữ này. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ lại với các bạn về bốn chữ niềm vui tự nhiên, thực chất nó là gì. Và tôi sẽ không dám nói với các bạn là làm cách nào để biết được niềm vui tự nhiên hay là làm cách nào để tìm kiếm niềm vui tự nhiên. Tôi không dám chỉ cái điều này, tại vì bản thân tôi hiện tại bây giờ vẫn đang tìm kiếm niềm vui tự nhiên mà thôi. Nhưng mà tôi nhận diện nó được và tôi hiểu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta không thể nào thiếu bốn chữ niềm vui tự nhiên được. Vậy thì bây giờ niềm vui tự nhiên là gì? Các bạn cùng lắng nghe nha. Niềm vui tự nhiên đối với quan điểm của CAD đó chính là những cái niềm vui mà bạn không cần phải cố gắng tìm kiếm. Nó rất nhẹ nhàng, nó rất thoải mái, nó diễn ra hàng ngày ở bên cạnh chúng ta rất gần. Nó giống như kiểu là nghiễm nhiên á các bạn. Không cần tìm kiếm, không cần mệt mỏi, không cần đào bới, không cần đòi hỏi, không cần chờ người này người kia đem đến cho mình, ban phát cho mình, hoặc là mình phải tìm kiếm một cách mệt mỏi. Đó chính là niềm vui tự nhiên. Ví dụ, vào một ngày nào đó các bạn nhìn thấy cái cây mà mình trồng từ xưa tới giờ tự nhiên bây giờ nó nở bông, hoặc tự nhiên bây giờ nó có nụ đi. Đó, giờ không có bông, giờ tự nhiên nó ra cái nụ, trời vui gần chết luôn các bạn, vui lắm. Rồi ví dụ một cái nữa, các bạn thấy cây bông hồng mà nó có trái chưa? Cây hoa lan mà nó có trái chưa? Hoặc là cây bông sứ cùi mà nó có trái chưa các bạn? Và trái nó hình dạng như thế nào các bạn biết không? Google thì rất dễ để tìm những hình ảnh đó. Nhưng mà cái việc mà các bạn tự trồng và mình không cố tình nhưng mà vô tình thôi nó kết trái. Tự nhiên mình cảm thấy, ủa chắc mình cũng mát tay, mình trồng cây cũng hay nên nó mới có trái chứ mấy loại này bình thường đâu có trái đâu. Đó, tự nhiên mình thấy vui. Đó là niềm vui tự nhiên. Rồi một buổi nào đó bạn đi bộ trên đường, bạn thấy người này nắm tay với người kia, nói chuyện, cười đùa, vui vẻ, hạnh phúc. Bạn đi phía sau cái cặp đôi đó, tự nhiên bạn thấy cái ánh mắt chàng trai nhìn cô gái rất là thấm thiết. Rồi cái cách anh ta ôm, anh ta nắm tay cô này đi qua đường rất là nhẹ nhàng, rất là nâng niu. Tự nhiên bạn mỉm cười các bạn. Mặc dù tôi không biết cuộc sống hiện tại của các bạn lúc này nó có bộn bề quá không, nó có mệt mỏi quá không, hay là nó đang hạnh phúc rồi. Nhưng nếu các bạn nhìn thấy những cái hạnh phúc của người khác, những cái niềm vui của người khác diễn ra trước mắt mình mà các bạn không nảy sinh lòng ganh ghét, đố kỵ hoặc là tủi thân, mà các bạn còn mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì họ đang hạnh phúc. Người ta đang hạnh phúc và mình vui vì cái niềm vui của người ta, mình vui vì cái niềm hạnh phúc người ta đang có, thì đó chính là niềm vui tự nhiên. Hay ha, niềm vui tự nhiên nó như vậy đó các bạn. Rồi cũng có những lúc tự nhiên tôi đi bộ, cái tôi thấy cái cây bông
ở ngoài đường, đi ngang qua cái tự nhiên có một cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Cái tôi cũng mỉm cười, không biết tôi cười cái gì nữa các bạn. Thơm quá ha, cũng không phải. Bông đẹp quá ha, cũng không phải. Không biết, tự nhiên mình mỉm cười. Tự nhiên mình vừa đi bộ, mình vừa nghe nhạc, mình cũng mỉm cười. Tự nhiên mình thấy một cái con cóc nó nhảy ra ngoài đường, thế là mình cũng mắc cười, mình cũng mỉm cười. Rồi mình hít thở được một cái làn gió mát, trong lành. Tự nhiên bất giác mình mỉm cười. Đó là những cái niềm vui tự nhiên ở trong cuộc sống này. Nó đâu có khó đâu các bạn. Bình thường không khí nó cũng trong lành như vậy mà. Nhưng mà bạn đâu có để ý, bạn đâu có phát hiện. Rồi bình thường người ta cũng hạnh phúc như vậy mà. Nhưng mà bạn bận lo nghĩ quá nhiều chuyện, cuộc sống của bạn mệt mỏi quá, bạn còn tâm trí đâu mà mừng cho người ta, vui cho người ta, đúng không? Rồi đôi khi mình lại nảy sinh những cái lòng đố kỵ, hoặc là mình tủi thân vì mình chưa được hạnh phúc, vân vân. Thì bạn mất đi cái niềm vui tự nhiên đó. Vậy thì nếu bạn nghe được cái tập podcast radio ngày hôm nay, bạn hãy quay trở lại, chậm lại một chút. Bạn để ý xem, bình thường mình có niềm vui tự nhiên nào không? Rồi ví dụ như bạn không cần, bạn không có biểu cái anh người yêu của bạn phải mua trà sữa đem qua cho bạn vào cái lúc 11, 12 giờ trưa. Nhưng mà tự nhiên cái hai người đang nhắn tin qua lại, cái chuông cửa của bạn reo lên, bạn mở cửa ra, bạn thấy cái anh người yêu cầm cái ly trà sữa nè, của em nè, em mới đi làm về đúng không, uống đi. Trời, nó hạnh phúc gì đâu các bạn. Không có biểu, không có mượn, mà người ta tự nguyện người ta làm. Thì đó cũng gọi là một cái niềm vui tự nhiên. Tự nhiên nó vui. Và cái anh người yêu đó, ảnh cũng vui, tại vì ảnh biết rằng bạn sẽ cảm thấy vui. Hai người đều vui hết, mà không ai bắt ép ai làm cái điều gì cả. Đôi bên là tự nguyện. Thì đó cũng là một niềm vui tự nhiên. Tự nhiên nó vui thôi các bạn. Không có một cái sự sắp đặt, không có một sự cố tình, không có sự gượng ép nào ở đây cả. Tất cả nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, không cần tìm kiếm, không cần cố gắng. Giờ đang buồn cái nói giờ phải ráng vui lên. Nếu bạn ráng được thì tôi khen bạn hay. Còn nếu bạn không ráng được thì cũng bình thường. Nhưng mà nếu ngay cả trong những cái lúc bình thường, những lúc mệt mỏi, bạn vẫn bật cười được, bạn vẫn mỉm cười được với những cái việc rất là nhỏ nhặt, thì tôi khen bạn, bạn đã tìm được niềm vui tự nhiên trong cuộc đời mình rồi á. Ok, thì nói đến đây có lẽ các bạn đã hình dung được phần nào về khái niệm là niềm vui tự nhiên rồi ấy. Có thể với một số bạn khác, về cái cách giải thích nó hơi có khác một chút. Nhưng mà đối với CID thì niềm vui tự nhiên nó đơn giản như vậy thôi. Và khi cuộc sống của mình cảm nhận được thật là nhiều niềm vui tự nhiên, hằng ngày mình đều có thể mỉm cười với những cái việc chẳng đâu vào đâu cả. Và mình sẽ có rất là nhiều thời gian cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thì các bạn nghĩ đi, làm gì có thời gian để mình buồn, làm gì có thời gian để mình mệt mỏi, chán nản nữa, đúng không? Vậy thì chúc cho các bạn đi có thật nhiều cái niềm vui tự nhiên ở trong cuộc sống. Và nếu hiện tại bây giờ mình khó vui quá thì hãy bây giờ nói, nếu mà cố gắng thì nó lại không còn là niềm vui tự nhiên nữa, thì thôi tôi mong là các bạn có thể cho bản thân mình được quyền cảm nhận những cái niềm vui tự nhiên trong cuộc sống, và bớt đi việc quan tâm về ánh nhìn của người khác đối với mình như thế nào. Chỉ khi nào mà các bạn không còn quan tâm nhiều ở bên ngoài nữa thì các bạn mới có thể tập trung được sự chú ý ở bên trong của mình. Và khi các bạn có thể trò chuyện với bên trong và kết nối được với bên trong, và các bạn cảm nhận được niềm vui tự nhiên trong cuộc sống, thì bất kể cái biến cố gì, cái cú sốc gì, hoặc là những cái vấn đề gì trong cuộc sống nó ập tới, các bạn cũng đều giải quyết được một cách trơn tru và tiết kiệm thời gian nhất có thể ha. Ok, thì đây là những cái lời khuyên thôi. Nếu các bạn cảm thấy nó ổn, nó phù hợp thì các bạn có thể áp dụng. Còn nếu không thì chúng ta có thể xem như là một cái tập tâm sự mỏng cùng với nhau hen. Rồi, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và ngủ thật là ngon. Bye bye.